Nam Bắc Tây Đông núi sông sầu thương là nơi.
cùng xây dựng quê hương Đại Đồng Phương trên đường Hồ Chí Minh nổ cho thank you.
lời đầu tiên tôi xin thay mặt tập thể cho mọi người cao tuổi thu thị tiệm xin gửi hai hai các cụ quý vị đại đại biểu khách quý cùng toàn thể lời kính chúc sức khỏe, lời chào thân trọng trọng nhất, chúc chúc tuổi cao thành công công sự sự sau đây điều vui vui vẻ vẻ đào lịch sử Việt Nam nghìn năm dừng nước con cháu
Thank you.
Trồng hoa tiên rồng, cách mạng tháng 8 thành công.
Việt Nam độc lập, cờ hồng tung bay, vang lên tiếng trống hôm nay là nhờ Đảng bác ơn này không quên. Ấm no hạnh phúc lâu bền, Đại Lâm vững bước tiến lên không ngừng. Nào chị em chúng ta hãy nổi trống lên nào. Thank you.